Di chứng hậu Covid-19, một trong những thông tin trên mạng xã hội hiện đang được nhiều người dân quan tâm, thậm chí hoang mang lo lắng khi đã bị hoặc nguy cơ trở thành f0. Thực tế, vấn đề này tại Nghệ An như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Chỉ cần vào mạng xã hội, gõ từ khóa chữ hậu Covid sẽ cho bạn vô số kết quả. Như di chứng hậu Covid-19 ở trẻ em có thể kéo dài đến 120 ngày hoặc lâu hơn. Trẻ em mắc Covid-19 nhẹ hều, không triệu chứng. Nhưng sau khi khỏi bệnh thì nhập viện cấp cứu trong trạng thái nhiễm trùng huyết, suy đa tạng. Những di chứng của hậu Covid đang trở thành thách thức mới. Những thông tin này làm cho nhiều người lo lắng, hoang mang, đến mất ăn, mất ngủ, dù họ chưa mắc Covid hoặc vừa mới khỏi bệnh. Khi bị thì cũng có các cái triệu chứng là như ngạt mũi, rồi là sốt nhẹ, rồi mất mùi vị. Thì hiện tại giờ thì sức khỏe bình thường, mà nghe trên mạng đăng tin là cứ sau hậu Covid có nhiều triệu chứng. Thì tôi cũng lo, không biết rồi đấy, không biết có triệu chứng chí hay không. Thì trong nhà thì tôi có cái cháu, những con nhỏ nữa. Cách đây 6 tháng, gia đình chị Đinh Lê Phương Thảo có 2 người nhiễm Covid, là mẹ chồng và con gái lúc đó mới 4 tuổi. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện dã chiến và khỏi bệnh cho đến nay, cả hai bà cháu đều không có triệu chứng bất thường nào về sức khỏe cũng như tâm lý. Cũng đọc được các thông tin trên mạng xã hội và lo lắng, nên chị không chỉ thường xuyên theo dõi sức khỏe mà còn kiểm tra trí nhớ, sự phát triển trí tuệ của bé. Ở nhà thì cũng ba mẹ không có nhiều thời gian để chăm cho bé, cho nên là cũng lên mạng tìm hiểu nhiều di chứng rồi hậu Covid thế nào, đọc rất là hoang mang lo sợ. Tuy nhiên thì từ khi bé về đó thì cũng không có nhiều biểu hiện chi cụ thể cả. Bé vẫn vui chơi và hoạt động bình thường, cho nên là mọi người cũng không cần phải hoang mang và lo lắng nhiều. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có hơn 50.000 người mắc Covid-19 theo lũy kế từ thời điểm đầu năm 2020. Đã gần 2 năm trôi qua, song hiện vẫn chưa có bệnh nhân nhi mắc Covid nào đi khám hậu Covid. Số ít người đã từng mắc Covid phải đi khám bệnh, nhưng đa số là những bệnh mãn tính có trước khi họ mắc Covid. Hiện nay, tỷ lệ nhiễm Covid-19 tại tỉnh Nghệ An đang tăng rất cao. Thì tuy nhiên, chỉ có khoảng 5% là điều trị ở tại các bệnh viện dã chiến cũng như là trung tâm hồi sức Covid. Các bệnh nhân phần lớn là mắc các cái triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, điều trị giám sát tại nhà. Thì gần đây trên các trang mạng xã hội có nói về các cái triệu chứng của hậu Covid-19 gây hoang mang cho mọi người. Thì chúng ta biết có một tỷ lệ nhất định các di chứng của hậu Covid. Thì tuy nhiên để mà nói các cái triệu chứng về hậu Covid thì cũng phải chờ thời gian rất là dài người ta mới đánh giá hết được. Vì vậy những người nhiễm Covid-19 cũng đừng quá lo lắng. Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc lên đến hàng ngàn ca mỗi ngày. Tuy nhiên, với kết quả của chiến dịch phủ kín và đủ vaccine thời gian qua đã làm giảm đáng kể tỷ lệ các ca bệnh có triệu chứng nặng phải nhập viện điều trị lâu dài. Đa số các F0 được điều trị tại nhà với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, ít bị biến chứng và thời gian khỏi bệnh sớm đạt tỷ lệ cao. Từ thực tế và số liệu thống kê cho thấy, thực trạng di chứng hậu Covid không phải là điều quá lo ngại như các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Thế nhưng, người dân cần tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch hiệu quả của ngành y tế là không chủ quan về dịch nhưng không quá hoang mang.